Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Chữ Ca Audio ạ. Vâng, hôm nay bên em lại về cái dòng la chép siêu dị, làm thương hiệu là JBL. Đặc biệt cái dòng này sản xuất tại Mexico, hàng bãi cực kỳ hiếm luôn. Bên em lại về thêm một mẫu mới để giới thiệu đến các bác. Vâng, thì bên em cũng đang test trực tiếp luôn với cái đôi loa chép đấy ạ. Vâng, nó được làm bằng dạng hộp rất là đẹp, và phía ngoài đây được làm bằng một cái chép hỏa tiễn, làm bằng nhôm nguyên khối các CNC, rất là nộp. Vâng, ở đây ở phía trong này nó được cấu tạo bởi một cái đầu đạn rất là khủng, và xung quanh được làm bằng hộp đấy ạ, rất chắc chắn. Và bên em cũng đang test luôn, và chúng ta đang trải nghiệm với cái đôi siêu chép đấy ạ. Vâng, chép rất tơi, mịn, nhuyễn, hỗ trợ cho một bài nhạc cực kỳ là hay, sáng. Nói chung là nó tươi sáng hơn rất là nhiều khi mà thiếu chép. Đặc biệt cái dòng này nó rất là hiếm nhất, thẳng bên em mới nhập được về đấy ạ. Và đây là hàng bãi xịn luôn cho các bác. Vâng, thì bên em cũng có một mẫu. Mẫu đây là mẫu được làm nộ phân tần. Nộ phân tần thì cái này cũng rất là hiếm, nhiều bác cũng muốn sở hữu. Đó, thì bác nào không muốn sở hữu cái lộ phân tần thì các bác chưa hộp cho em. Đó, thì là hai sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Và đặc biệt cái đôi chép này được hỗ trợ cho những cái dàn karaoke thiếu chép trầm trọng, thì nó hỗ trợ vào thì tự dưng cái bộ dàn của mình nó tôn lên rất là nhiều. Và nói chung là cái họng côn của cái chép này rất là lớn. Đây, những tiếng chép nó được va đập đây, sau đầu nó có cái họng hút này, nó phóng ra ngoài, chúng ta nghe rất là dễ chịu. Tại vì cái dòng này chép nó không được nó không bị sắc đâu như các cái dòng chép rẻ tiền đâu ạ. Tưởng nghe rất là êm, không bao giờ gây chói cho chúng ta. Và đặc biệt là hát karaoke nó cũng không bao giờ gây chói cho mic, gây rú cho mic. Vâng, thì bây giờ em tắt nhạc là không có chép nhá. Vâng, thế đây là nhạc không có chép đấy ạ. Vâng, các bác nghe nó rất là tối, em tắt trực tiếp luôn. Thì hai cái chép này em đấu vào một kênh, và hai cái đôi la full em đấu vào một kênh, thì chúng ta dễ so sánh và dễ quan sát. Và các bác thấy tối đi không ạ? Vâng, tối rất nhiều. Mặc dù có chép thôi nhưng không được hỗ trợ tốt, cái bản nhạc nó tự khắc nó sẽ thiếu. Vâng, em tăng lên các bác nghe nhé. Đấy, sáng hơn rất là nhiều. Tự khắc bài hát chúng ta nó được tươi sáng hơn. Các bác yên tâm, khi mà sở hữu một đôi như thế này thì các bác cảm thấy bộ dàn của chúng ta chất lượng, giá trị hơn. Đấy, đẹp rất là khủng. Vâng, các bác thấy không ạ? Vâng, rất là tơi, mịn, không được chói. Để cho chúng ta được thưởng thức những cái bản nhạc hay nhất, tươi sáng nhất bởi cái đôi là chép hộp JBL. Đây, có một mẫu không phân tần đấy ạ. À, không hộp đấy ạ. Đấy, để chúng ta cho là sự lựa chọn đa dạng. Nhiều bác thích siêu dị thì có lộ phân tần, và các bác nào thích hộp nó gọn gàng, ngăn nắp thì các bác cứ chơi cái hộp cho em. Vâng, em tua lại chút xíu. Vâng, các bác thấy không ạ? Vâng, nhạc rất hay. Và chúng ta hát karaoke với cái đôi chép này thì cũng cực kỳ là tuyệt vời. Tất cả bên trong đều được phân tần trồng cháy hết các bác nhá. Hộp này cũng có, hộp này trồng cháy toàn bộ luôn ạ. Trồng cháy tuyệt đối, các bác đấu vô tư, các bác đấu đằng sau đẩy công suất lớn được, và âm ly công suất lớn được. Hoặc là các bác đấu song song với những đôi loa chính, chúng ta nghe cái này trưng bày cũng rất là dễ. Để các bác có thể để trên chốc những đôi loa. Đó, thì rất là đẹp. Vừa nghe vừa trưng bày. Tiện ích 2-1 luôn. Đây, tắt đi để chúng ta trải nghiệm một lần nữa nhé. Vâng, đấy em tắt chép đi rồi không hỗ trợ nữa ạ. Vâng, em bật lên rồi chúng ta thưởng thức màn trình diễn của đôi chép siêu hay bãi Mexico, bãi Mỹ của JBL. Rồi, đặc biệt cái dòng này nó rất là ít các bác nhá. Các bác nào muốn sở hữu, các bác hãy nhanh tay comment số điện thoại hoặc là gọi trực tiếp cho bên JK Audio để được tư vấn. Rồi, các bác nào may mắn thì mới được sở hữu những cái đôi loa chép
siêu hay như thế này. Và đặc biệt là nó hàng chuẩn, bãi, bao zin cho các bác. Và bên em nhận ship code tổng code các bác nhé. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video ạ. Vâng, xin chào. Sau cùng em chúc tất cả các bác mọi người có sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.